thư Quốc hội, tôi xin tranh luận với đại biểu Phạm Khánh Phong Lan khi đại biểu nói về sự chậm trễ trong việc cung ứng thuốc trong thời gian vừa qua. Chúng ta hiện nay đã chia được nhóm brand name là chính hãng và nhóm các hàng generic. Do đó việc đấu thầu mua sắm đã mua thuốc đã được cải thiện rất nhiều. Chúng ta đã mua được những thuốc tốt và những thuốc phổ thông, không còn hiện tượng mà phải mua thuốc ngoài và cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, trong khi đấy, việc mua bán vật tư tiêu hao y tế lại vô cùng rối. Nguyên nhân khách quan là có quá nhiều quy định về pháp luật liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm này. Rất khó để đưa ra quyết định mua sắm đáp ứng đầy đủ các quy định của nhiều bộ ngành khác nhau. Bệnh viện Đại học Y chúng tôi thì thuộc nhóm trực thuộc Bộ Y tế, được phân cấp mạnh. Do đó, thủ trưởng đơn vị được tự phê duyệt và chịu trách nhiệm. Do đó, chúng tôi không bị thiếu dụng cụ, thuốc men. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay đó là không thể mua được hàng chất lượng tốt và phát triển ở các kỹ thuật mới. Rất nhiều hàng chất lượng không tốt vẫn vượt qua khe cửa hẹp để trúng thầu với giá rẻ. Có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu. Chính vì vậy, tôi nhận thấy cần đẩy mạnh tiêu chí bảo hành, chuyển giao kỹ thuật, phân nhóm. Chỉ có hãng chất lượng tốt mới chấp nhận bảo hành, bảo trì lên đến 5 năm kèm theo các điều khoản đào tạo chuyển giao. Nếu các tiêu chí này được pháp luật khuyến khích bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành y tế chúng tôi. Ngoài ra thì nhiều năm nay việc cấp phép nhập khẩu cho phép sử dụng các dụng cụ mới tại Việt Nam bị bế tắc. Ngay bản thân tôi vẫn phải mang bệnh nhân sang nước ngoài để chữa vì không có các dụng cụ nhập khẩu dễ dàng vào Việt Nam. Các hãng lớn thì nhìn thấy các quy định về thủ tục, thời gian trung bình để được cấp phép đều lắc đầu ngao ngán. Có những công ty không định hướng phát triển, thậm chí rút khỏi thị trường Việt Nam. Đối với bệnh viện tỉnh thì còn khó khăn càng nhiều hơn vì quá nhiều các khâu phê duyệt, kiểm tra, do đó việc mua sắm phụ thuộc vào các sở y tế, sở tài chính, ủy ban nhân dân. Sợ trách nhiệm dẫn đến tâm lý trì hoãn, hồ sơ để trên bàn không đọc, gần hết hạn thì tìm ra vài lỗi nhỏ để trả về cơ sở, sửa xong nộp lại tìm thấy một lỗi khác. Cứ vậy lại hết thời gian quy định thẩm định, mọi việc lại trở về vạch số 0. Cứ vậy là hết thời gian và cuối cùng chúng ta không có hàng để sử dụng cho người bệnh. Chính vì vậy tôi đề xuất hãy giao trách nhiệm chính cho những người sử dụng sản phẩm đấu thầu, giao cho bệnh viện quyền và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước bệnh nhân và pháp luật. Xin chân thành cảm ơn.